Hơn 300 năm trước, có một vị tướng của triều đình nhà Nguyễn đã lĩnh ấn tiên phong vượt ngàn dặm đường thiên lý, tiến vào phương Nam để xác lập chủ quyền cương giới quốc gia Đại Việt ở Đàn Trong. Và khi sự nghiệp thành công, ông được lịch sử ghi nhận là đã hoàn tất việc mở cõi nặng nề mà nhiều đời chúa Nguyễn trước đó vẫn chưa hoàn thành được. Nhờ công lao của ông mà giang sơn tổ quốc Việt Nam mới trải dài thênh thang từ trùng điệp núi non Lũng Cú Hà Giang tới tận đất mũi Cà Mau xinh đẹp. Nguyễn Hữu Cảnh, người mở cõi phương Nam. Lê Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh, sinh năm 1650, mất năm 1700, là một tướng lĩnh tài ba, một nhà quản lý hành chính xuất sắc, người mở nước về phía Nam và cũng là người có công xây dựng nền móng cho Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Ông sinh năm Canh Dần năm 1650 tại vùng đất nay thuộc xã Chương Tín, huyện Phong Lộc, tỉnh Quảng Bình. Tổ tiên của Lê Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh là Đinh Quốc Công Nguyễn Bạc, một vị tướng tài ba xuất sắc của vua Đinh Tiên Hoàng. Ông cũng là cháu mấy đời của nhà chính trị đa tài của nước ta, Nguyễn Trãi. Cha ông là Chiêu Vũ Hầu Nguyễn Hữu Đạt, người đã đóng góp nhiều công sức cho chúa Nguyễn trong cuộc đối đầu với chúa Trịnh. Nguyễn Hữu Cảnh đã có công thiết lập bộ máy hành chánh nơi vùng đất mới tại xứ Nam Bộ. Ở đây xuất hiện Cù Lao Phố là một trong những nơi mà ông đã khai hoang được. Cù Lao Phố là một bãi phù sa nằm ở giữa sông Đồng Nai, nay là xã Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa. Cù Lao Phố có hai rạch nhỏ là rạch Ông Án và rạch Lò Gốm, đưa nước sông Đồng Nai chảy vào những cánh đồng trong lòng Cù Lao, tạo điều kiện thuận lợi cho việc trồng trọt ở đây. Bên cạnh đó, Cù Lao Phố là nơi có rất nhiều đất sét theo mé sông, rất thuận lợi cho nghề gốm phát triển. Cù Lao có sông bao quanh, giao thông thuận tiện với đường thủy có thể đi từ Bắc xuống Nam, lên Cao Miên và xuống miền Tây Nam Bộ. Các điều kiện tự nhiên này giúp cho nông nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp sớm hình thành và phát triển, đóng vai trò đặc sắc ở Cù Lao Phố. Trước năm 1698, Cù Lao Phố có 3 xóm, xóm Chợ Chiếu, xóm Rạch Lò Gốm và xóm Chùa, là những điểm cư trú đầu tiên và khai thác đầu tiên của người Việt, chứ chưa phải là đơn vị hành chính của chúa Nguyễn. Đến năm 1698, khi Nguyễn Hữu Cảnh kinh lược đất Cù Lao Phố, chia lập thôn ấp, lập bộ đinh, bộ điền thì Cù Lao Phố là xã Bình Hoành, nằm trong phạm vi xứ Đồng Nai thuộc huyện Phước Long, dinh Trấn Biên. Quá trình khẩn hoang lập làng ở Cù Lao Phố có thể chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn từ đầu thế kỷ 17 đến năm 1679 là giai đoạn người Việt đến định cư và khai khẩn lập 3 xóm làng. Giai đoạn từ năm 1679 đến năm 1698 là giai đoạn nhóm di thần nhà Minh do Trần Thượng Xuyên đứng đầu đến định cư và tập trung xây dựng nhà cửa, đường xá hơn là khai khẩn đất hoang. Giai đoạn sau năm 1698, với sự hiện diện của người Việt mới di cư đến do chính quyền phong kiến chúa Nguyễn tổ chức.